Xin chào các anh yêu thích phụ kiện xì gà đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu với các anh một bộ bắt top xì gà cuối điếu cực kỳ sang trọng và cũng như là cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu Kohiba danh tiếng các anh nhá. Với mã hàng là HBIZ, mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng, các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến sản phẩm luôn các anh nhé. Mình có thể quan sát hộp hai lớp rất sang trọng đúng không ạ? Rất là thích hợp để các anh mình có thể lựa chọn làm quà tặng hay là quà biếu nhân dịp trọng đại dành cho các sếp cũng như là đối tác hay là đồng nghiệp của mình thì quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và cũng như là cực kỳ ý nghĩa luôn. Rất là đẹp, các anh mình có thể quan sát bộ tẩu hút xì gà 4 chiếc. Có 4 chiếc và tương thích với rất là nhiều size thông dụng hiện nay trên thị trường. Thì sau đây em sẽ mở từng chiếc để các anh mình có thể quan sát chi tiết hơn nhá. Các anh mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu bộ tẩu 4 size này các anh nha, rất là đẹp. Các anh mình có thể quan sát đúng không ạ? Họa tiết đặc trưng của hãng Kohiba, chuẩn chất Kohiba luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Một bộ này thì mình có 4 size các anh nha. 4 size này thì tương thích với hầu hết các ring size xì gà hiện nay trên thị trường. Cái bộ này thì giúp các anh có thể dễ dàng thưởng thức cuối điếu một cách trọn vẹn nhất. Và khi mà mình thưởng thức thì cũng như là tạo rất là nhiều cảm hứng và cũng như là tạo nên một cái phong cách rất là riêng và cũng như là tăng thêm cái vẻ sang trọng cho các anh khi mà mình thưởng thức xì gà các anh nha. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Một bộ set chính hãng đến từ thương hiệu Kohiba. Thương hiệu Kohiba thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng cũng như là cực kỳ là chất lượng luôn rồi đúng không ạ? Đứng hàng đầu luôn rồi. Khi mà các anh mình mới bắt đầu chơi xì gà thì anh nào thì hầu như mình cũng đều biết đến thương hiệu này. Thương hiệu Kohiba rất là nổi tiếng trên toàn thế giới luôn. Với họa tiết caro đặc trưng vốn có của hãng và cũng như là logo cô gái các anh nha. Mình có thể quan sát giúp các anh có thể nhận diện thương hiệu cực kỳ tốt luôn. Bộ sản phẩm này thì giúp các anh có thể hút cuối điếu với 4 ring size, đó là từ ring 42 đến ring 57 các anh nha. Các ring size này thì đều là các ring size thông dụng hiện nay trên thị trường nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm và sử dụng. 4 size này thì có thể giúp các anh hút cuối điếu một cách nhanh chóng, thuận tiện, không hề bị nóng và cũng như là cái phần đầu tẩu này các anh nha, được làm từ nhựa ABS cao cấp, cực kỳ nhẹ nhàng và rất là bền luôn các anh nha. Không lo bị bay màu cũng như là đổi màu trong quá trình mình sử dụng đâu ạ. Rất là chất lượng luôn nên các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em nha. Còn về phần nõ này thì được làm từ kim loại rất là bền và cũng như là lòng nõ này cũng được làm tương thích và bám chặt với rất là nhiều loại, nhiều dòng xì gà, kể cả những dòng limited luôn các anh nha. Rất chất lượng luôn. Ở đây thì mình còn được mạ vàng rất là đẹp, rất là sang trọng luôn các anh nha. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Phần lỗ lấy hơi, các anh mình có thể quan sát phần lỗ lấy hơi giúp em. Phần lỗ lấy hơi cực kỳ là rộng đúng không ạ? Giúp các anh có thể dễ dàng lấy hơi, không hề bị khó rít, cũng như là các anh mình hoàn toàn có thể dễ dàng vệ sinh sạch sẽ lại sau khi mà mỗi lần mà mình sử dụng ấy ạ. Rất dễ dàng thôi. Các anh mình có thể sử dụng tăm bông mình vệ sinh, cực kỳ đơn giản và rất là dễ dàng luôn đúng không ạ? Một bộ set xì gà 4 size đặc trưng Kohiba, họa tiết Kohiba cũng như là thiết kế cực kỳ tối giản và cũng như là cực kỳ đẹp mắt đúng không ạ? Một phong cách rất là thời thượng dành cho những quý ông mà mình đam mê thưởng thức xì gà. Các anh mình hoàn toàn có thể mang theo bộ set này bên mình như một món đồ phụ kiện rất đơn giản bởi vì thiết kế cực kỳ gọn gàng và cực kỳ là nhẹ nhàng thôi. Đây là các anh mình hoàn toàn có thể mang theo khi mà mình đi du lịch hay là mình đi cà phê hay là mình đi tiệc thì mình đều có thể mang theo các anh nha. Một bộ set rất đầy đủ, cực kỳ tiện luôn. Các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn làm quà tặng và quà biếu thì rất là tuyệt vời luôn và cũng như là cực kỳ ý nghĩa luôn các anh nha. Anh nào mà mình kết bộ set hút tẩu 4 size này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.